chào mọi người đến với Mimin Tarot. Và ngày hôm nay thì mình đem đến một cái chủ đề nó lâu lắm rồi mình mới làm. Đấy chính là chủ đề mối quan hệ này sẽ đi về đâu. Thì các bạn hãy suy nghĩ về một người nào đó mà các bạn muốn hỏi xem cái kết quả của cái mối quan hệ này, hay là diễn biến tiếp theo đi, của cái mối quan hệ này sẽ như thế nào. Thì chúng ta có 3 tụ bài, 1, 2, 3. Hãy chọn cho mình một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Và nhớ đây là trẻ bài chung, cho nên nó không thể đúng với tất cả mọi người được. Nên là hãy đón nhận nó một cách thật là cởi mở, kiểu giống như là nghe vui thôi, nghe biết để đấy thôi, kiểu như thế thôi. Và nếu như mà nó có lời khuyên gì mà nó đúng với các bạn có thể là lựa chọn để áp dụng chẳng hạn. Rồi, chúng ta có 3 sự lựa chọn. 1, 2, 3, hãy chọn giúp mình một tụ bài khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Với những bạn độc thân thì có lẽ là mình sẽ... các bạn mà có muốn hỏi câu về người yêu cũ, mối quan hệ về người yêu cũ, hay là với crush hoặc là với ai đấy thì các bạn hoàn toàn có thể hỏi nhá. Không có vấn đề gì, hỏi được. Xem nó đi về đâu, nó sẽ ra sao, nó sẽ như thế nào. Ok, 1, 2, 3 và chúng ta đến với tụ bài đầu tiên nhá. Xin chào các bạn, đến với tụ bài số 1. Đây là trẻ bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đó là mối tình này hay câu chuyện này, mối tình này đi, cái mối quan hệ này sẽ đi về đâu, kết quả nó sẽ như thế nào. Thì như mình nói rồi, các bạn hãy đón nhận nó một cách thật là cởi mở nhất. Vì đây có thể là trẻ bài đúng với bạn hoặc là không đúng, thì cứ lắng nghe thôi. Rồi mình sẽ bắt đầu với cái câu chuyện này nhá. Đây là một câu chuyện rất là dài. Đây là một mối tình thì một câu chuyện rất là dài. Nó có thể nó đã kéo dài. Dài đây nghĩa là sao? Có nghĩa là nó trải qua rất là nhiều cung bậc cảm xúc. Nó trải qua rất là nhiều những cái giai đoạn ở đây. Và nhiều bài học được học trong cái liên kết này, trong cái mối quan hệ này. Vậy thì mình sẽ cùng bắt đầu với các bạn nhé. Thứ nhất ý, mình thấy rằng cái mối quan hệ của các bạn là một mối quan hệ có một cái duyên nợ rất là mạnh mẽ. Các bạn có một cái karma nào đó với nhau rất là mạnh, cho nên các bạn phải gặp nhau để giải quyết cái món nợ đó, để học được cái bài học thông qua cái món nợ đó. Thì mình không đánh giá cũng như là không xác định được các bạn đang ở trong giai đoạn nào trong câu chuyện này, nhưng các bạn có thể nhặt lấy những cái thứ mà nó giống với cái mối quan hệ của các bạn để lắng nghe nhá. Thì mình thấy là đây là một cái duyên nợ, phải nói là một cái duyên nợ rất là nặng nề, rất là nặng luôn, mà các bạn có với nhau, karma có với nhau. Thì thông qua cái duyên nợ này, mình thấy rằng là các bạn sẽ học được rất nhiều bài học thông qua cái tương tác và cái mối quan hệ này ở đây. Mình thấy rằng trong mối quan hệ này đã có lúc nó thực sự rất là độc hại. Khi mà có cái sự codependency, sự phụ thuộc, hoặc là nó nặng về mặt tình dục, hoặc là nó có một cái sự gì đấy rất là độc hại, rất là toxic ở đây. Tức là ban đầu có thể các bạn đến với nhau rất đẹp đẽ, rất tuyệt vời, rất ok, nhưng vì bản thân hai người chưa thực sự ok, chưa thực sự hoàn thiện, chưa thực sự ổn áp với chính mỗi người, cho nên khi hai người đến với nhau, nó giống như một cái dạng cái gì, nó là cái, người ta có câu, các cụ có câu là nồi nào úp vung nấy, thì giống như mây tầng nào thì nó lại gặp mây tầng đấy. Mà bởi vì các bạn chưa ổn nên các bạn cũng thu hút những cái người chưa ổn đến với cuộc sống của các bạn, cho nên nó tạo thành một cái vòng, nó tạo thành một cái mối quan hệ mà ban đầu mình thấy rất đẹp nhưng về sau thì nó lại rất là toxic, nó có rất là nhiều vấn đề ở đây. Thì mình thấy rằng là mình không biết đây là vị trí của ai nhé, bởi vì đây là trẻ bài hai chiều nên hãy lắng nghe nó. Mình thấy rằng là có một người phụ thuộc vào người còn lại. Mình có thể nói rằng là các bạn nhá, mình nói về phía các bạn nhá, có thể các bạn là người phụ thuộc vào đối phương và các bạn chạy theo cái người này rất là nhiều, các bạn bị phụ thuộc vào người này cực kỳ nhiều. Và sau đó các bạn đánh mất chính bản thân của mình, bởi vì các bạn chưa đủ yêu thương và chưa đủ biết được mình là ai ở cái thế giới này mà. Cho nên khi chúng ta yêu một ai đó, chúng ta rất là dễ đánh mất bản thân của chúng ta. Chúng ta không biết là chúng ta yêu người đấy bao nhiêu là đủ. À, chúng ta phải hy sinh, phải cống hiến, phải thế này, phải thế kia thì họ mới yêu lại chúng ta. Thì cái đấy nó lại không phải rồi. Thì mình thấy rằng là bạn có thể bị làm một cái người đuổi, làm một người đuổi trong cái mối quan hệ này. Tức là bạn rất là yêu họ và bạn đuổi theo họ. Họ cho dù họ có làm gì với bạn chăng nữa, bạn cũng cứ cố gắng ở lại trong cái mối quan hệ này đó. Và thậm chí là bạn còn bị người này thao túng tâm lý rất là nhiều. Thì mình thấy rằng là cái mối quan hệ này ý, mình thấy nó là một cái bài học rất lớn dành cho các bạn. Ở đây có là A Hidden Gift. A Hidden Gift là cái lá bài nói về việc đấy chính là có một cái điều gì đấy nó buồn bã nó xảy ra với các bạn. Nhìn thì có vẻ buồn bã nhưng thực chất nó là một món quà được ẩn giấu đằng sau những cái thứ mà đau buồn, bởi vì nó dạy cho bạn một bài học nào đó. Và khi các bạn học được cái bài học đó thì các bạn phát triển hơn, trưởng thành hơn. Nhiều bạn nói với mình là ôi tao việc gì tao phải học cái bài học nào. Thì thật ra là khi bạn nói câu đó thì có nghĩa là bạn cũng vẫn chưa học được cái gì. Nhưng mà mình thấy rằng rất là nhiều bạn sau khi mà đã học
sau khi trải qua những cái đau đớn, các bạn trưởng thành hơn, các bạn phát triển hơn và các bạn trở thành một cái phiên bản tốt hơn với chính bản thân của mình, thì mình thấy với tụ bài này mình có cảm nhận rằng các bạn đã rời xa cái người này rồi, các bạn đang bắt đầu một cái khởi đầu mới với cuộc sống của chính các bạn rồi. Và mình thấy rằng là bạn cảm thấy thư thái hơn, vui vẻ hơn, thay vì những cái năng lượng tiêu cực, những cái mệt mỏi, những cái toxic, những cái độc hại, những cái sự phụ thuộc, thì bây giờ các bạn có thể đang làm chủ cuộc sống của bạn rất là tốt. Và các bạn có thể là đang nghỉ ngơi, đang có những bạn đã bắt đầu thức tỉnh về mặt tâm linh, về mặt nhận thức của các bạn. Và các bạn bắt đầu ngồi thiền hoặc là bắt đầu nhận thức ra được rất là nhiều cái câu chuyện thông qua ở đây. Và thậm chí là một cái thế giới mới nó mở ra sau khi mà bạn chia tay cái người này, sau khi bạn kết thúc cái mối quan hệ với cái người này. Thì mình thấy rằng là chính cái mối quan hệ này nó thúc đẩy các bạn, nó thúc đẩy các bạn có một cái chương mới, hoàn toàn mới, lột xác hoàn toàn mới về mặt con người của các bạn. Và các bạn ở đây có lá So the world, the real you, thì mình thấy rằng là vũ trụ đang thúc đẩy các bạn thông qua cái sự kiện này, đấy chính là để bạn đến gần hơn với thế giới, để bạn đến gần hơn, để thể hiện bản thân mình, cái con người thật của mình, sống thật hơn với bên trong và biết được là bản thân mình thực sự muốn cái gì và cần cái gì. Và sau đó là bạn đi thực hiện những cái thứ mà nó phù hợp với cuộc sống của mình. Thì mình thấy rằng là cái kết của cái mối quan hệ này ấy, thì mình cảm thấy là mình không thể cho các bạn một cái kết ngay được. Bởi vì thật ra cái câu chuyện này nó là một cái câu chuyện rất là dài, rất là xa, mà trong cái khoảng thời gian ngắn thì mình không thể dự đoán cho các bạn được, thực sự là như vậy. Nhưng mình có thể mô tả những cái thứ tiếp theo có thể đến này. Mình thấy là người này có thể sẽ muốn cho cái mối quan hệ này một cái cơ hội một lần nữa, give your relationship a change, tức là cho cái mối quan hệ này một lần nữa để nó có thể thay đổi. Và mình khẳng định với các bạn, khi cái người này họ quay trở lại hoặc là họ có cái sự quay trở lại trong cuộc sống của các bạn ấy, bạn sẽ rất là bất ngờ. Bởi vì ở đây vũ trụ có nói là gì? Hãy chuẩn bị để được làm ngạc nhiên mà. Bởi vì cái điều rất là ngạc nhiên đấy chính là người này họ quay trở lại sau khi bạn đã trở thành một phiên bản khác, bạn đã trở thành một con người khác, bạn không còn phụ thuộc nữa, bạn không còn cần cái người này trong cuộc sống của mình nữa, mà bạn vẫn hạnh phúc với chính bản thân của mình ấy. Thì mình thấy rằng là bạn khám phá được sức mạnh và cái sự thông thái đến từ bên trong bản thân của các bạn. Mình thấy cuộc sống của bạn có thể đang rất tốt, đang rất là ổn ở đây. Thì ở đây có hai cái lá bài mà người này có thể muốn nói với các bạn, đấy chính là tôi không thể nào mà ngừng nghĩ về bạn được. Tôi không thể ngừng nghĩ về bạn được, lúc nào tôi cũng nghĩ về bạn, lúc nào tôi cũng nhớ về bạn, đầu tôi lúc nào chỉ có bạn. Và ở đây có lá bài đấy chính là cái lỗi thì nó thuộc về tôi, nhưng mà tôi lại luôn đổ cho bạn, tôi lại luôn đổ lỗi cho các bạn. Cho nên là mình thấy rằng là người này họ có xu hướng là muốn quay trở lại. Và mình thấy rằng có lẽ cái điều này có thể nằm trong dự tính của các bạn, tức là các bạn biết người này sẽ quay trở lại, các bạn biết người này sẽ đề nghị để bắt đầu lại. Nhưng mà các bạn có bắt đầu lại hay không thì mình không biết, thì mình không chắc. Mình cần rút thêm nhé, thông điệp dành cho tụ bài số em. Cho nên là với cái lá bài này, mình có thể thấy là có thể người này họ tìm cách để thao túng tâm lý các bạn. Tức là bạn có thể là bạn không có làm gì sai cả, nhưng mà họ luôn thao túng và khiến cho các bạn kiểu bị phụ thuộc. Rồi bạn nghĩ rằng là mình là người tồi tệ, mình là người thế nọ người thế kia, rồi là bạn nghi ngờ họ là họ không chân thật với mình, thì bắt đầu họ thao túng và tẩy trắng họ, và khiến cho bạn kiểu khiến họ thao túng rằng là bạn đang bị kiểu giống như là bạn bệnh tâm thần ấy. Cho nên là bạn mới cứ suy nghĩ vớ vẩn kiểu như thế. Rồi mình muốn thêm thông điệp về cái tụ bài này. Mình thấy rằng là cuộc sống của bạn sẽ rất là vui vẻ, sẽ rất là hạnh phúc. Mình không biết các bạn đang ở chặng hành trình nào để đi đến cái điều tốt đẹp đó, nhưng mà mình thấy rằng có một cái tương lai rất là tuyệt vời chờ các bạn. Nó là cái the sun, nó là cái sự sáng sủa sau những cái chuỗi ngày tối tăm, sau những cái chuỗi ngày mà nó chỉ toàn là những cái không khí xung quanh, nó chỉ toàn mây mù, bụi, sét gì đấy thôi. Đó. Thông điệp tụ bài này như nào đây? Tụ bài, thông điệp dành cho tụ bài số 1. Quá khứ thì nó vẫn luôn ở bên cạnh bạn. Hãy giải phóng nó và ôm lấy những cái cơ hội mới. Có một cái con đường mới đang mở ra với các bạn ở đây. Thật ra thì tụ bài này mình có thể là 70% là các bạn sẽ không quay lại với người này đâu. Bởi vì bản thân các bạn đã new beginning rồi, các bạn đã có một cái khởi đầu mới với cuộc sống của chính các bạn rồi.
và các bạn không muốn quay trở lại cái con đường cũ nữa. Và cái thứ mà các bạn hướng đến đấy chính là một cái cuộc sống tốt đẹp hơn, là những điều tuyệt vời hơn, là gia đình là hạnh phúc, là tiền bạc tài chính, là sức khỏe, là tất cả mọi thứ nó dồi dào, nó đầy đủ với mình. Cho nên mình thấy rằng là khả năng rất là thấp, có thể là rất là thấp, bạn quay lại với người này là khả năng thấp. Bởi vì mình thấy là bạn khác so với trước kia rồi. Lúc trước thì đúng là bạn rất là phụ thuộc đấy, bạn rất là đi theo, chạy theo cái người này đấy. Nhưng mà điều này mình thấy rằng là nó không thể quay lại được. Thật sự là như vậy. Thông điệp dành cho tụ bài số 1. Vẫn hơi băn khoăn một xíu, cần phải rút thêm. Tụ bài này thế nào, tụ bài số 1. Phân vân này. Khó ghê. Mình thấy là kiểu khi mà cái người này họ có xu hướng quay trở lại trong cuộc sống các bạn ấy, thì các bạn lại phân vân. Và các bạn không biết là mình sẽ lựa chọn cái điều gì ở đây. Bạn không biết, và cuối cùng thì mình thấy là bạn cũng sẽ đưa ra được cái quyết định cho chính bản thân của mình. Nhưng mà thực sự tụ này nó làm mình rất là phân vân. Tụ này như sao, như sao nhỉ? Thật ra cái người này họ quay lại vào cái lúc mà bạn có rất nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống. Cho nên là mình khó cho mình quá, mình không thể. Vì The Sun ở đây á, nó cũng cho mình cái cảm giác là cũng có thể là các bạn sẽ hàn gắn với nhau. Được rồi, rút thêm đi. Có thể sẽ cho nhau một cơ hội để thay đổi. Lấy mình nói rằng là 70% đúng không? Thế là các bạn đã rất là tổn thương, rất là buồn bã sau cái sự chia tay đó, sau tất cả những cái sự thay đổi đó. Mình thấy nếu như mà bạn quay lại với người này ấy, thì nó sẽ là một cái dạng gần như là mạo hiểm đấy. Người này có thể sắp tới sẽ gọi điện để bày tỏ cái tình cảm của họ với bạn, bởi vì họ nghĩ về bạn rất là nhiều. Rất là xin lỗi các bạn vì mình không thể đưa ra cái kết cho cái trải bài này được. Mình nghĩ rằng là khi mà người này họ quay trở lại trong cuộc sống các bạn ấy, tất cả những gì họ làm với bạn và biểu hiện với các bạn ấy thì sẽ khiến cho các bạn đủ cái căn cứ để có thể đưa ra được cái quyết định cho cái mối quan hệ này nhá. Còn thực sự thì nó kiểu có, nó đang có rất là nhiều những cái nguồn năng lượng ở đây và nó đang đối chọi lẫn nhau. Cho nên là mình có người thì sẽ là chọn cách quay lại, có những người thì sẽ chọn quay đi. Nhưng mà mình cảm thấy cái người quay đi sẽ nhiều hơn là cái người quay lại. Nhưng mà sự quay lại ở đây vẫn có thể là có. Cho nên là thôi, hãy xem cái người này biểu hiện như thế nào với các bạn. Và bạn thử thách họ, tiếp tục thử thách họ. Và nếu như mà bạn cảm thấy họ thực sự xứng đáng với các bạn ấy, thì bạn có thể mở lòng. Hoặc nếu như mà không thì các bạn có thể tiến lên phía trước nha. Rồi, cái điều quan trọng thông qua cái câu chuyện này đấy chính là các bạn học được rất là nhiều bài học rất là tuyệt vời để có thể trở thành một cái người giống như ngày hôm nay, rất là bình tĩnh. Ok, chúng ta đến với tụ bài số 2. Với tụ bài số 2, với câu hỏi đấy chính là cái kết quả của mối quan hệ này của bạn ấy sẽ đi về đâu. Tụ bài này thì mình có một cái cảm giác tự tin để có thể khẳng định cho các bạn hơn so với tụ bài số 1. Tụ bài số 1 là mình kiểu giống như là rất là bối rối với những gì sẽ xảy ra ở đó. Nhưng mà tụ bài này thì mình thấy câu chuyện đây rồi. Thứ nhất ý, là cái mối quan hệ này của các bạn ấy có thể hiện tại nó đang có những xung đột. Tức là các bạn có thể đang cãi nhau, đang rất là xung đột với nhau rất là nhiều thứ, và có thể trên những cái bờ vực khá là nguy hiểm của cái sự kết thúc hoặc chia tay hoặc là gì đó. Nhưng mình thấy rằng mối quan hệ này chưa, có thể là chưa chia tay đâu. Hoặc các bạn đang thậm chí là cho nhau thời gian để suy nghĩ một chút thôi. Hoặc là các bạn đang vừa mới cãi nhau một trận rất là to. Hoặc nha, các bạn luôn có những cái xung đột ngầm với nhau và mọi thứ nó chưa được đem ra ánh sáng để xử lý. Thì mình thấy rằng là có một cái người ở trong cái mối quan hệ này, họ dường như là suy nghĩ rất là nhiều. Họ bị overthinking ấy. Mình không biết là ai, nhưng mình có một cảm nhận có thể là người nam, cái người đối phương của bạn ấy, hoặc là người đối phương các bạn sẽ là cái người nghĩ nhiều hơn. Tức là họ nghĩ rất là nhiều, họ phân tích mọi thứ rất là nhiều, mọi thứ nó là cái A thì họ đang nghĩ ra cái B, cái C, cái D, cái E, F rồi. Thành ra cái mối quan hệ này nó bị mệt là như vậy. Thì bởi vì là họ có một cái vấn đề nào đó với chính bản thân của họ, giống như là họ bị phụ thuộc vào cái mối quan hệ này ấy.
Mình thấy không biết là ai là người phụ thuộc luôn ý, nhưng mà mình cảm nhận được rằng là đối phương của bạn là người phụ thuộc của mối quan hệ này nhiều hơn. Còn bản thân các bạn thì là cái người leader, là cái người chèo lái cái mối quan hệ này. Và các bạn luôn giữ được một cái thái độ rất là bình tĩnh trong những cái mối quan hệ. Nhưng mà cái người kia thì có vẻ là rất là sợ mất bạn. Và người này thì có vẻ là hơi bị buồn chán một tí, đang rất là buồn chán đấy. Chắc hai người đang cãi nhau. Khả năng rất là cao là hai người đang cãi nhau. Và cái mà mỗi khi mà cãi nhau nha, mình thấy cái tâm trạng của bạn có thể là nó cũng bình thường thôi. Tức là cũng buồn, cũng khó chịu, nhưng sẽ không bằng cái đối phương của bạn đâu. Đối phương của bạn sẽ là cái người mà ôi nghĩ rất là nhiều. Đặc biệt nếu như các bạn nam nha, mà đang yêu một bạn nữ là như thế này nha, thì bạn nữ này nghĩ rất là nhiều đấy. Họ bị over luôn ấy. Thì mình thấy là có những lúc các bạn có ý định là sẽ quyết định là kết thúc cái mối quan hệ này, hay là thật ra cái việc nghĩ đến việc chia tay ấy, mình nghĩ là đôi khi những cái khi mà cãi nhau ấy, chúng ta vẫn có thể nghĩ đến cái điều đó. Thế nhưng mà mình thấy là cái mối quan hệ này nó sẽ không kết thúc đâu, yên tâm mình. Bởi vì sao? Hai người có những cái lúc mà khoảnh khắc đùa vui với nhau, chơi vui vẻ với nhau rất là vui. Có điều là nó có một vài cái vấn đề trong cái câu chuyện này là dường như hai người chưa có thể thấu hiểu lẫn nhau, chưa có thể đồng cảm, chia sẻ với nhau nhiều hơn thôi. Thì mình thấy rằng là cái người này này, họ muốn mình, và một điều nữa mình muốn nói đây đấy chính là về phía các bạn đi. Hoặc là đây là trải bài hai chiều nên nó có thể đổi chiều ngược lại nhá, nhưng mình thấy là có thể về phía các bạn ấy, các bạn là một người rất là mạnh mẽ. Có thể bạn là một người khá lạnh lùng nữa, tức là bạn không dễ bộc lộ cảm xúc của các bạn đâu. Và bạn có yêu hay là bạn có thương thật đấy, nhưng mà các bạn cũng không có yêu giống kiểu người ta là thể hiện ra Facebook hoặc là Instagram hoặc là trên mạng xã hội hay là gì đấy đâu. Các bạn yêu một cái tình yêu nó rất là có thể là lặng yêu, lặng lẽ, nhưng mà nó cũng bền, rất là bền bỉ, chứ nó không phải là không có. Cho nên là đôi khi thì nó xảy ra những cái mâu thuẫn gì đó ở đây. Thì mình thấy rằng là về phía các bạn thì các bạn là cái người có xu hướng mạnh mẽ hơn về mặt cảm xúc. Có thể là bạn ít nhạy cảm hơn, bạn suy nghĩ mọi thứ nó cũng đơn giản hơn. Rồi là bạn rất là mạnh mẽ với những cái cảm xúc của bạn, bản thân bạn có. Và chính vì thế mà cái người này họ muốn nói với bạn đây là họ cảm thấy rằng bạn đang bỏ họ ở lại phía sau. Tức là họ đang có cảm giác giống như là họ bị bỏ rơi vậy. Họ cảm giác giống như là mình không được yêu thương, mình không được quan tâm, mình không được chăm sóc. Thì mình thấy rằng là cái này nó cần phải được cải thiện đến từ cả hai phía nhá. Bởi vì là người kia có thể là họ không chịu được cô đơn, hoặc một trường hợp nữa là có thể từ về phía các bạn là các bạn ít biểu lộ cảm xúc với người ta quá, cho nên là người ta cảm thấy là người ta không cảm nhận được tình yêu thương. Thì mình thấy là hai người cần phải có một cái sự nói chuyện lẫn nhau để có thể phát triển cái mối quan hệ này. Và mình thấy rằng cái mối quan hệ này có thể các bạn cũng chưa đi quá sâu và chưa đi quá xa với nhau, tức là chưa đi hay là xác định một cái mối quan hệ nghiêm túc gì đấy quá đâu đó. Và bởi vì mình thấy rằng là hai người vẫn còn những cái nỗi sợ riêng, cho nên ở đây có lá bài chính là hãy bước ra khỏi cái vùng an toàn của mỗi người, và hai người cần phải cởi mở với nhau nhiều hơn. Thì mình thấy rằng là cái mối quan hệ này sắp tới nó sẽ có cái chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Tức là các bạn sẽ lại có những cái giây phút rất là vui vẻ bên cạnh nhau, các bạn sẽ làm hòa với nhau. Nhưng mà nghe mình nói này, nếu như mà các bạn cứ xin lỗi nhau và làm hòa với nhau theo một cái kiểu bình thường ấy, dỗ dành là mua này mua kia cho nó hết dỗi ấy, kiểu như thế, thì cái vấn đề nó sẽ vẫn nằm ở đó. Mình khẳng định lại, vấn đề nó sẽ vẫn nằm ở đó. Các bạn cần phải ngồi lại nói chuyện với nhau là tại sao lại có cảm xúc như thế, tại sao mọi thứ lại diễn ra như thế, và giải quyết từng phần, từng bước một. Còn cái việc mà mua cái này mua cái kia để đền đáp hay gì đó, nó chỉ là cái hình thức tạm thời dập lửa thôi. Còn đâu cái cốt lõi đấy chính là các bạn vẫn phải giải quyết những cái mâu thuẫn trong lòng của nhau. Vì sao em lại cảm thế, vì sao anh lại cảm thấy như thế, vì sao anh lại biểu hiện như thế, ví dụ như thế. Thì mình thấy là ở đây có you will be surprised, thì tức là đôi khi bạn cũng không nghĩ quá nhiều về kết quả của mối quan hệ này đâu. Thế nhưng mà khả năng rất là cao hai người có thể sẽ có một cái wedding, sẽ có kết hôn ở đây nhá. Khả năng rất là cao. Và mình thấy rằng là mối quan hệ này ngoài những lúc cãi nhau thì nó cũng có những lúc rất là vui. Và mình nghĩ là tình yêu nào nó cũng vậy, nó cũng sẽ có lúc lên lúc xuống. Có những cảm xúc cực kỳ hạnh phúc, nhưng cũng có những lúc cảm xúc cực kỳ là khổ đau đó. Nhưng mà thông qua mỗi một lần như thế thì các bạn học một bài học, và càng ngày càng về sau các bạn càng ít khổ đau hơn. Tức là mỗi khi xảy ra vấn đề thì các bạn sẽ bình tĩnh giải quyết với nhau, thay vì trách móc, chửi bới hoặc là chỉ trích hoặc là gì đấy với nhau. Thì mình ở đây có một cái lá bài nữa ở đây mà họ muốn nói với bạn, đấy chính là họ đang chờ một cái dấu hiệu từ bạn. Có thể họ đang đợi bạn liên lạc, đang đợi bạn dỗ dành, hoặc là đang bạn cho họ một cái dấu hiệu nào đó để họ có thể chạy về phía của các bạn. Thì nói chung mối quan hệ này nó chỉ đang ở cái dạng mức là có nhiều tranh cãi và có nhiều suy nghĩ thôi. Các bạn cần phải tìm ra được cái cách để có thể quyết định cách này, cũng như là cái phương hướng để giải quyết vấn đề.
mình cảm thấy rằng là có thể là cái lá bài này rất là hay này, mình có rút được cái lá bài này đây. Ok, lá bài này nói về việc đấy chính là hãy hãy để giữa các bạn có sự gần gũi nhưng luôn cho nhau không gian riêng. Tình yêu thì không phải là cái sự sở hữu, tuyên bố sở hữu với nhau, mà nó chỉ đơn giản là sự đồng ý và cho phép. Thì mình thấy rằng là giống như các bạn, giống như là người này có thể là họ hơi phụ thuộc vào bạn một chút, thì các bạn có thể là nói chuyện với họ rõ ràng hơn về những cái vấn đề, và mình nghĩ là hai người có thể cùng nhau giải quyết. Các bạn, chính các bạn ấy đang xem video này của mình, các bạn sẽ là cái người lãnh đạo cái mối quan hệ này, cho nên là bạn có thể lèo lái được cái mối quan hệ này rất rất là tốt đấy, theo cái hướng chiều hướng tốt hơn. Và you will be surprised, thì mình nghĩ là các bạn sẽ rất là ngạc nhiên với cái kết của cái mối quan hệ này. Kết kết là ở trần chương 1 thôi nhá, còn sau khi kết hôn là chương 2 ấy nha. Thì mình thấy là ở cái chương 1 này thì mình thấy là sẽ có cái đám cưới nào đó sẽ được diễn ra. Đây là một trong những thứ mà các bạn sẽ cần phải giải quyết với nhau đấy, bởi vì thường chúng ta yêu nhau chúng ta hay bám dính với nhau mà. Nhưng mà ai cũng có không gian riêng, ai cũng có khoảng thời gian để làm việc, để với đam mê, với công việc hay với gì đó. Nếu như mà kiểu giống như là chúng ta thiếu đi cân bằng, ví dụ như chúng ta công việc nhiều quá mà tình yêu ít quá thì cũng rất là thiệt thòi cho tình yêu, đúng không? Nhưng chúng ta tình yêu nhiều quá, công việc ít quá thì cũng không được, đúng không? Cho nên cố gắng để cân bằng mọi thứ đó, hoặc là làm như nào đó để giải quyết vấn đề thôi, chứ mình thấy cũng không có gì quá là nghiêm trọng cả. Mình thấy nếu như mà các bạn vượt qua được cái bài bài này, cái bài học này, cái thử thách này, cái câu chuyện này, thì mình thấy có thể mối quan hệ của bạn sẽ bước sang một chương mới. Nó sẽ là một cái sự thay đổi khá là lớn đấy, toàn diện đấy, trong cái mối quan hệ này của các bạn. Có thể cái cách mà bạn tiếp cận với nhau và tiếp cận với những cái nỗi đau này, với những cái tổn thương này, với những cái cãi vã này ấy, nó sẽ rất là khác so với lần trước. Mình thì mình có một cái cảm nhận là các bạn chưa yêu nhau quá lâu đâu, chưa đủ hiểu nhau. Các bạn mới bắt đầu với nhau thôi, hoặc là các bạn ban đầu đến với nhau cũng rất là vui, bởi vì thường thường tình yêu là như thế, nó sẽ thu hút lẫn nhau, ban đầu sự tò mò, sự thú vị này cái các thứ, xong ban đầu dần, xong rồi dần dần về sau lại tiến triển theo xong một cái giai đoạn khác. Thì mình thấy là vẫn còn khá là nhiều thứ để có thể khám phá và có thể nói ở đây, nhưng mà mình cũng đã dự trù ra cho các bạn trước những cái vấn đề rồi. Thứ nhất là các bạn sẽ là cái người cầm cương mọi thứ, các bạn là cái người cầm cương ngựa. Ngựa đi nhanh hay đi chậm là do các bạn thôi. Rồi là cái cách giải quyết của các bạn nó cũng cần có một cái sự thay đổi tính thức đi, thay vì mình dỗ dành kiểu qua loa mồm mép này kia, xong rồi cái vấn đề nó vẫn nằm ở đấy thì nó sẽ thì cái mối quan hệ nó sẽ không phát triển được. Nhưng chúng ta trao đổi với nhau, chúng ta cùng phát triển với nhau thì nó có cơ hội để đi đến những cái điều tốt đẹp hơn. Nói chung là hai bạn sẽ lại vui vẻ với nhau thôi, mình thấy là như vậy đấy. Sắp rồi, các bạn sẽ giải quyết được vấn đề này rồi. Cho nên nếu như bạn nào đang cãi vã, chắc vào đây xem video của mình, xem comment để xác nhận ở dưới xem phải không nhá. Rồi, đó là tụ số 2. Chúng ta sẽ đến với tụ bài số 3. Đây là trẻ bé chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất, với câu hỏi đấy chính là cái kết của mối quan hệ này sẽ đi về đâu. Khẳng định luôn, đây là một mối quan hệ cũ của các bạn, tức là các bạn đã từng yêu cái người này rồi, hoặc là đã từng yêu cái người người này rồi, nhưng mà có thể là hai người đã chia tay vì một cái lý do nào đó đấy. Thì lát nữa thì mình sẽ tìm hiểu lý do, hoặc là sẽ nói cho các bạn cái vấn đề nhá. Nhưng mà bây giờ thì hiện tại mình thấy rằng là ở đây có những cái thông tin như sau. Thứ nhất, có thể có hai người có khoảng cách với nhau về mặt địa lý, hai người có thể là yêu xa, trước đây hai người đã yêu xa rồi, hoặc là bởi vì xa xôi cho nên hai người chia tay, tức là có thể người này họ đi du học, hoặc họ ra nước ngoài, hoặc là họ đi đến một nơi xa làm ăn các thứ, cho nên là các bạn cắt liên lạc với nhau, các bạn không liên lạc nữa, các bạn không ở bên cạnh nhau nữa, và các bạn chọn chia tay chẳng hạn. Thì mình thấy rằng là ở đây có hai lá bài, đây là điều mà họ muốn nói với các bạn. Đấy chính là họ rời đi khi mà họ nhìn thấy bạn đi với một cái người khác, có một người khác. Và đây có lá bài đấy chính là họ ước rằng họ có thể chia sẻ những cái tin tốt lành cho các bạn, với các bạn. Thì mình thấy rằng là cái người này ấy, họ vẫn theo âm thầm theo dõi các bạn. Người này khá là ngại ngùng, họ không dám tiến đến với cuộc sống của các bạn, có thể họ không đủ tự tin, hoặc là họ có một cái vấn đề nào đó trong chính cuộc sống của họ. Họ hoặc là họ cứ mải mê đi tìm kiếm hạnh phúc, đi tìm kiếm thành công, đi tìm kiếm cái này cái kia mà họ lại bỏ quên mất bạn. Thì mình thấy rằng là cái tụ bài này có thể nó giống một cái bài hát là gì? Em đã yêu một người có ước mơ đấy. Ước mơ
ước mơ mà là điều khiến em cảm thấy hoang mang lo sợ hay gì gì đó, thì mình thấy rằng là cái người này á, họ có vấn đề sau đây. Thứ nhất là cái người này họ sợ nhìn mọi thứ sụp đổ trước mắt của họ, và có đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là họ không cảm thấy đủ với cái mối tình này, với chính bản thân của họ, nên họ chạy đi những cái chỗ khác để họ tìm. Và cuối cùng là họ hiện tại mình thấy họ vẫn chưa tìm được, và kể cả sau này mình thấy họ cũng sẽ chẳng thể tìm được, chưa thể tìm được, bởi vì là bản thân cái người này họ chưa nhận ra vấn đề của họ, nó nằm ở việc đấy chính là họ luôn tự phá mọi thứ. Người này có thể chính là cái người kết thúc cái câu chuyện này, kết thúc mọi thứ, kết thúc cái tình yêu này. Thế nhưng sau đó họ lại lặng lặng lẽ lại quay lại lại ngước ra lại nhìn bạn, lại lo lắng cho bạn, lại suy nghĩ về bạn, lại lại như thế này lại như thế kia với các bạn. Thì thật ra mình cảm thấy bạn không cần những cái thứ đó. Yêu thì yêu mà không yêu thì thôi chứ, đúng không? Chả dép bố về chứ. Lại còn kiểu thế thì ai 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 mà giải quyết được. Thế nhưng mà đứng ở một cái góc độ khác thì bản thân cái người này họ có vấn đề với cuộc sống của họ, cho nên họ không thể đến với bạn được. Và bản thân bạn thì mình thấy rằng là bạn đang gọi một soulmate thực sự đến với cuộc sống của bạn. Calling your soulmate, người soulmate thực sự đang đến với các bạn, và đấy sẽ là cái người phù hợp hơn với bạn so với cái mối quan hệ này. Mối quan hệ này mình thấy rằng là cái kết của nó là gì ạ? Các bạn sẽ không cạch mặt nhau đâu, các bạn sẽ không hận nhau đâu. Đến cuối cùng các bạn sẽ làm bạn với nhau. Làm bạn ở đây nghĩa là gì? Có thể họ thi thoảng hỏi thăm bạn, bạn trả lời họ. Hoặc là hai người chỉ cần biết là nhau, hai người đang sống một cuộc sống vui vẻ, bình yên, hạnh phúc đấy. Tức là nó sẽ ở cái mức độ làm bạn thôi. Hoặc trong một số trường hợp khác là các bạn có bạn chung, các bạn học cùng lớp, học cùng khóa, ở chung một công ty hoặc là một cái gì đó. Tức là các bạn có những bạn người bạn chung, cho nên là các bạn buộc phải làm bạn với nhau để cho cái khối bạn chung đấy không không cảm thấy khó xử. Và mình thấy rằng là bạn cũng không hận, không ghét, không thù hằn gì cái người này cả. Có thể ban đầu là bạn có đấy, nhưng về sau là bạn không. Bởi vì bạn cảm thấy rằng là người này không còn phù hợp với mình nữa thì mình ra đi thôi, không có vấn đề gì hết. Còn cái người này họ không hề nhận ra rằng tất cả những thứ tình yêu hay là bất kỳ một cái điều gì họ tìm kiếm ấy, nhất là tình yêu ấy, thì nó đã luôn ở đó rồi, nhưng họ lại đi mất. Họ đi mất một vòng trái đất mất rồi. Họ đi tìm kiếm bay bướm hay là những cái thứ ở bên ngoài, và đến cuối cùng họ vẫn không tìm ra được, bởi vì họ không hề biết rằng cái thứ mà họ thiếu ấy, nó nằm ở trong bản thân của họ, chứ không phải ở trong cái mối quan hệ này của hai người. Thì mình thấy là có thể giữa hai người không có cái cãi vã gì đấy quá lớn đâu, nhưng mà nó vẫn dẫn đến những cái sự kết thúc, bởi vì nó không đi đến đâu cả. Cái lá not enough này dạo này mình gặp rất là nhiều, bởi vì rất là nhiều bạn có thể đã rơi vào cái trạng thái như thế này, tức là các bạn bị self-sabotage. Tức là self-sabotage là cái dạng ta tự phá mọi thứ, ta tự làm mọi thứ nó kinh khủng đi, hoặc là họ chỉ cần hiểu lầm bạn một cái gì đấy rất là nhỏ thôi. Là hoặc là đôi khi nhá, mình cảm thấy một điều này nữa nhá, là họ cảm thấy rằng là họ chưa có đủ cái khả năng ở trong tay để có thể đem đến cho bạn hạnh phúc, và họ chọn lùi lại. Họ chọn lùi lại, họ chọn buông bỏ bạn, bởi vì họ không có đủ tự tin, bởi vì họ không có đủ cái sự quyết tâm để có thể đến được với các bạn. Và đặc biệt là họ nghĩ rằng người khác sẽ đem đến cho bạn hạnh phúc, cho nên là họ lùi lại ở đây, họ không đến. Có thể nghe đến đây nhiều bạn sẽ cảm động, nước mắt đang rưng rưng theo theo cái mood này của Min Min, nhưng mà mình nói thật với các bạn là bởi vì họ chưa đủ yêu các bạn thôi. Nếu như mà họ thực sự đủ cái tình yêu với các bạn ấy, thì họ có rất là nhiều cách để có thể khắc phục. Và bản thân của cái người này lại có rất là nhiều vấn đề nữa, cho nên là cái câu chuyện này nó chấm hết ở đây, nó chấm dứt ở đây, nó là một cái kết thế là tương đối đẹp rồi. Không hận thù nhau, không ghét bỏ nhau, người này vẫn còn để ý đến các bạn rất là nhiều, nhưng mà họ ngại lắm, họ ngại đối diện với bạn, họ ngại ngùng lắm. Họ cảm thấy mình quá là hèn nhát khi mà lùi lại tất cả mọi thứ như thế. Và đây còn là the message, thì mình thấy rằng là người này cuộc sống của họ đang có một cái gì đó rất là tích cực, rất là tốt đẹp, và họ rất là muốn chia sẻ cái điều này với các bạn. Nhưng mà có thể tin tức này liên quan đến sức khỏe của họ hoặc là cái gì đó cuộc sống của họ, nhưng mà mình thấy rằng là hơi khó, họ chỉ có thể làm bạn với các bạn thôi. Còn mình thấy về phía các bạn ấy, thì các bạn bản thân các bạn là một người yêu rất là hết mình. Các bạn đã yêu là các bạn rất là hết mình, nhưng một khi mà kiểu giống như không xứng đáng với tình yêu đấy, bạn sẵn sàng ra đi thôi. Bạn đã nỗ lực, đã cố gắng thì bạn không có gì phải nuối tiếc cả. Và các bạn yêu ai, mình thấy là bạn cũng rất hết mình, bạn cũng dành rất là nhiều tình yêu thương chăm sóc vào nó, chứ không phải là không. Cho nên là mình thấy rằng là bạn thực sự xứng đáng với một người phù hợp hơn với bạn. Và mình thấy là bạn cũng không cần thiết phải suy nghĩ quá nhiều về cái mối quan hệ này hay là gì đó đâu. Cái điều quan trọng là các bạn học được bài học thông qua cái câu chuyện này thôi. Có thể giữa hai người có một cái bài học nào đó mà các bạn cần phải học ở đây. Còn cái bản thân cái người này mình thấy rằng là họ cần học rất là nhiều.
Người này có thể là tầm trạc tuổi bạn, hoặc là hơn bạn 1-2 tuổi hay gì đấy thôi. Tức là đại loại cuộc sống người này chưa đủ vững chắc, rồi rất là nhiều những cái lý do khác. Hoặc là họ có ước mơ, mong muốn gì đó mà kiểu giống như hai người gặp nhau vào cái thời điểm mà nó không ấy đi. Thì mình thấy là khó lắm. Và các bạn có thể làm bạn với nhau thôi, friendship đây này đó. Hoặc hai người trước kia là đi từ mối quan hệ bạn bè đi lên, thì bây giờ nó sẽ quay trở lại cái mối quan hệ bạn bè thôi, chứ không đi xa được đâu. Và mình thấy là cái câu trả lời nó sẽ sớm đến với bạn thôi. Bởi vì có lẽ là sắp tới các bạn sẽ gặp được cái người soulmate dành cho bạn. Và nếu như bạn còn một vài những cái suy nghĩ vẩn vơ cái người này, thì vào cái khoảnh khắc soulmate của bạn xuất hiện ý, thì mọi cái suy nghĩ vẩn vơ đấy nó sẽ kết thúc. Cái thứ mà bạn cần có lẽ là cái thứ mà bạn cần cả cái người này và cả bản thân bạn ý, bên trong bản thân bạn ấy rất là rõ. Đó chính là có thể bạn cần một cái người vững chãi hơn, vững chắc hơn, một người có mục đích sống, một người có mục tiêu về mọi thứ giống như bạn, chứ không phải là một người mà không biết là mình muốn gì, rất là long đong lận đận, không biết là gì đó. Thì mình thấy là cái người này bản thân họ phải học nhiều lắm, cho nên là họ sẽ phải trải nghiệm rất là nhiều thứ trong cuộc sống. Sao rồi nhá, có thể có những đôi lúc bạn cảm thấy đau lòng vì cái người này, vì cái mối quan hệ này, vì cái sự luyến tiếc. Nhưng mà bạn càng ngày bạn càng hiểu ra rằng là à, mình cảm thấy cái kết đến đây là kết thúc là đúng. Bởi vì mình và người này giống như không cùng tầng mây, giống như không cùng tầng suy nghĩ, giống như không cùng một cái một cái mục tiêu. Cho nên là nó để với những cái người như thế thì có thể các bạn bị thu hút bởi nhau rất là nhiều trong một khoảng thời gian đầu. Nhưng mà về sau ấy thì các bạn sẽ sinh ra kiểu giống như là kiểu giống như là mình không thể đi đường dài với một người như thế này được ấy. Kiểu như thế. Mình nghĩ là bản thân bạn cũng không chê trách gì cái người này đâu, nhưng mà bản thân cái người này họ tự cảm thấy là họ không cùng thế giới với bạn, cho nên là họ rời đi. Đó, hurt broken. Mình thấy là cả hai người đều cũng rất là tổn thương bởi cái mối quan hệ này. Sabota, nói chung là nó đều là cái sự, thật ra cái cuộc sống bên ngoài nó lại không phải là cái yếu tố dẫn đến hai người kết thúc đâu, và nó đến từ bên trong của cái mối quan hệ này thôi. Tức là có người tự đục đấy các bạn. Người này thì họ sẽ không biểu hiện cái cảm xúc thực sự bên trong bản thân của họ đâu, họ đeo mặt nạ đấy các bạn, không show ra đâu, không thể hiện ra đâu. Đó, break up. Bài số 3. Thật ra cái mối quan hệ này nó giúp cho hai người có một cái sự phát triển về mặt nhận thức, về mặt tâm linh rất là mạnh mẽ. Nhưng mình thấy bạn thì đã có thể là đã chuẩn bị sẵn sàng với một tình yêu mới rồi, với một cái ai đó sẽ đến với các bạn rồi. Và cái người này họ nhìn thấy cái điều đó, họ biết được cái điều đó, thì họ hoàn toàn chấm dứt cái hy vọng và họ chọn rời đi. Mình thấy là có một soulmate đang đợi các bạn cơ. What waiting for? Có rất nhiều điều đáng chờ đợi các bạn ở phía trước. Còn cái mối quan hệ này với cái người này, mình thấy nó giống như là một cái duyên nợ trong quá khứ, trong kiếp sống trước mà các bạn cần gặp nhau để học, để trả cho nhau cái món nợ đó. Thì có thể là trong cái mối quan hệ này đến với người này nhá, có thể bạn cảm thấy là có rất nhiều dấu hiệu đang nói về cái việc đó, chính là bạn cần phải dừng lại cái mối quan hệ với cái người mà đã ra đi đây này. Nhưng mà kiểu các bạn bơ, hoặc là các bạn không gì đó. Có thể có rất là nhiều dấu hiệu, ví dụ các bạn cứ chuẩn bị gặp họ thì lại xảy ra vấn đề này kia khiến cho hai người không thể gặp nhau. Và sau đó cái mối quan hệ nó kết thúc. Thì mình thấy rằng là bản thân cái người này họ không bộc lộ ra là họ đang theo dõi bạn đâu, không bộc lộ ra là họ đang có cái sự để ý đến bạn đâu. Đó. Ok, đó là tụ bài số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhá. Nhấn like và đăng ký kênh của mình. Bye bye.